Con xin kính nhờ ban tổ chức chuyển giúp con tới camera tiếp theo là camera Quảng Thiện. Và xin camera của Thầy Thích Đạo Thịnh chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào Thầy Diệu Âm Tịnh Hải. Xin Thầy cho con hỏi một câu. Bà con năm nay cũng đã lớn tuổi rồi, thi thoảng mơ về một người con gái mất cách đây 40 năm rồi. Cô về đứng ở đầu giường và không nói gì cả. Hiện tượng đó có nghĩa là như thế nào? Kính mong Thầy từ bi giảng giải dùng con để con biết phương pháp phòng gỡ giải cho bà con yên tâm được Phật. Đến khi xả bỏ báo thân có cơ hội được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Con xin thành kính chân và cảm niệm công đức Thầy ạ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nếu mà câu hỏi này cho biết thêm là cái người con gái mà ra đi cách đây 40 năm ngày nào cũng hiện về báo mộng hay là đứng bên đầu giường hay là 40 năm qua chỉ có một lần xuất hiện. Thì nếu mà ngày nào cũng xuất hiện thì có thể chúng ta trả lời khác, mà lâu lâu xuất hiện ra một lần thì là cái chuyện khác. Tình thực ra là theo như bình thường, nếu mà thí dụ cái người con gái này mà cứ ngày ngày đều xuất hiện đứng bên đầu giường người mẹ thì rõ ràng là có cái chuyện trở ngại. Một là trở ngại, có thể là người con gái này bị nạn. Nạn gì đây? Thường thường mà trở về đứng bên cạnh người mẹ của mình là cái nạn mà nó kẹt trong cái chỗ mà chưa đầu thai chuyển thế, nhiều khi đang nằm trong cánh khổ. Nhớ nhanh như vậy nha. Còn thứ hai là lâu lắm rồi, 40 năm qua rồi, bây giờ lâu lâu ngay người mẹ mình yếu đuối rồi mà. Lúc yếu đuối nhớ tới con cháu, nhớ tới con gái, nhớ người thân mình tự nhiên. Cái nhớ nó là cái duyên. Trong kinh Phật cái nói ngày nghĩ cái gì, đêm mơ cái đó, chuyện đó cũng thường xảy ra lắm. Tức là cái mơ cái thấy đó nó thực ra là chỉ là cái tướng cái mình, mà nó sinh ra như vậy, chứ chưa chắc gì là thật. Thì bây giờ giải quyết làm sao này? Thì xin người mẹ này giả sử như mình đặt ra là người con gái của mình bị chịu nạn, tức là nằm trong cảnh giới cô đơn lạnh lẽo gì đó đâu, mà dìm về muốn cho mẹ mình biết mà không nói được là nằm tới khổ tâm lắm vậy. Bây giờ thí dụ như mẹ làm sao mà giải quyết đây? Nếu mà mình cúng, mình tế, mình cầu tiêu tai giải nạn thì cũng tốt, có thể làm việc này. Cái thứ hai nữa là mình là người học Phật, biết con đường niệm Phật, mà biết được là niệm một câu A-di-đà Phật là vạn đức hồng danh. Xin người mẹ mình đầu tiên là không sợ này, thứ hai là không buồn này, thứ ba là không nên mất hết niềm hy vọng này, mà quyết lòng này niệm câu A Di Đà Phật. Vì người con gái, vì người thân mình, niệm câu A Di Đà Phật hồi hướng cho người con gái đó đi. Nếu giả sử người mẹ này mà thường xuyên nói gặp đứa con như vậy, đêm này nếu mà người đứa con gặp ra, hãy nói những lời này: con ơi, con đến gặp mẹ, mẹ thương con, mẹ cũng chỉ nói một câu này, là con phải buông tất cả những cái tình chấp ra đi con ơi. Đừng quấy lên cõi này nữa con ơi. Con niệm câu A Di Đà Phật đi con. Phật dạy là 10 niệm tất sanh. Nếu con làm được như vậy, con ở trong cảnh giới đau khổ như vậy, con hãy niệm câu A Di Đà Phật chân thành đến con. A-di-đà Phật đã nói rằng nếu mà con niệm được 10 câu A-di-đà Phật quyết lòng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nhiều khi người con này nghe những lời khai thị đơn giản này mà thành tâm niệm Phật, người con này vượt qua cảnh giới trung ấm, vượt qua cảnh giới ngạ quỷ đau khổ gì đó, trở về Tây Phương liền đấy. Có nhiều người làm được đấy chứ vị, thực sự đấy. Họ đi trước mình đấy. Cho nên đừng lo đừng sợ nữa. Tại vì trong thời gian qua không gặp được cái duyên người khuyên niệm Phật, cho nên cứ chấp mãi vào những cảnh giới đau khổ. Và bên cạnh đó toàn là những người mê, người mệt, người không có sát xuất, người không có giác ngộ. Cho nên cái cánh mê nó kéo cánh mê ở lại.
người ta đem được. Bây giờ thành tâm niệm như vậy đi. Chính trước đây có một lần Diệu Âm gặp một người vì mê như vậy mà cứ về rồi bám chặt vào cái đứa cháu đó, nhập vào đứa cháu rồi khiến cho đứa cháu tan nhà nát cửa gì hết trơn. Mà sau cùng nhờ cái ban hộ niệm tới họ khuyên quyết lòng niệm câu A Di Đà Phật trở về Tây Phương đi. Thì cái ông chú này nói, thay vì tôi cũng muốn tìm đường giải thoát mà có hàng ngàn người, hàng vạn người kéo tôi lại thì làm sao mà tôi đi được. Chứ vị thấy không? Thì mình khuyên họ đi. Tại vì chính mình cũng kéo người khác mà, đúng không? Rõ ràng là đứa cháu của mình đang có cái cuộc sống thoải mái, tại sao mình lại nhập xong vào đứa cháu làm cho cháu tan nhà nước cửa, rồi mình dẫn đứa cháu đi lang thang chỗ này lang thang chỗ nọ để mà làm việc của mình, là mình chấp mình kéo đứa cháu mình. Như vậy những ngàn người, một bao nhiêu người kia kéo mình cũng là do cái chấp của họ và cũng là do cái chấp của mình. Nếu mà mình nói bây giờ chư vị đừng có chấp tôi, chư vị niệm Phật đi, tự mình giải thoát được. Cho nên nếu mà người mẹ biết được cái pháp hộ niệm, dùng cái phương pháp mà điều giải của hộ niệm hay tuyệt vời lắm chư vị. Thực sự có thể giúp cho cái người đó ngộ ra tức thời. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chính người mẹ này không được mơ mơ màng màng, không được lo lắng lắng nữa, mà quyết lòng là nếu đi về cảnh giới đó, con ở trong cảnh giới đó, mẹ cũng tham gia vào cảnh giới đó, rồi mẹ con đều trở thành những người mà lang thang khổ sở, tủi hận vô cùng, ích lợi gì đâu. Mẹ mình quyết lòng niệm câu A Di Đà Phật. Hãy nói với con ơi, con hãy nhớ là nghe lời mẹ dẫn đi niệm Phật. Còn mẹ thương con thì nguyện quyết lòng niệm A Di Đà Phật vì con mà hồi hướng công đức cho con, mà cũng vì con mà mẹ quyết lòng trở về Tây Phương. Mẹ trở về Tây con thì con là con của một người Bồ Tát, mẹ có thể cứu con có thể cứu mẹ. Cho nên cứ dùng một câu A Di Đà Phật mà cứu độ nhau đi chứ vậy. Thực sự hoàn toàn có thể giúp cho người mà trong cái cảnh khổ đau đó, người ta giật mình tỉnh ngộ. Chỉ còn một câu A Di Đà Phật giác ngộ bằng cái đường này thôi, họ đi thắng về Tây Phương Cực Lạc. Mà tình hải này xin thưa báo cáo cho vị, có những chuyện mà vô cùng là giải quyết dễ dàng mà vì chúng ta không nghe, cứ tìm tới thầy bùa, thầy ngái, thầy mô, thầy cúng gì đó, tạo quá nhiều oan nghiệp với nhau mà không ai. Có những người mười mấy năm trường bị tình trạng như này chỉ còn hai ngày là hết. Có những người mà đánh đấu lẫn nhau, mà tìm cách giết hại lẫn nhau, mà làm cho người ta phải tự tử nữa, mà cũng cứ dùng một phương pháp này. Nhất định mình không được tự tử, nhất định mình không được buồn phiền, mà thấy những cảnh giới khổ đau của những người thân của mình, mình quyết chí niệm Phật, mình quyết định đi về Tây Phương. Nhờ cái thần lực của một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhờ cái phước đức của một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mà cứu được những người thân đang khổ nạn chúng ta đấy. Chứ phải tin thì làm được, chứ vì không tin thì không cách nào làm được. Cho nên mong người mẹ nói rằng là 40 năm, 50 năm đối với thế gian chúng ta thì dài, còn đối với cảnh giới gọi chẳng qua cũng là một ngày, hai ngày thôi, chứ không mấy đâu nha chư vị nhé. Đơn giản như vậy thôi. Mong cho bà mẹ này vui vẻ đi. Thấy được đây có nhiều khi con mình là Bồ Tát thì dẫn chánh. Thì hiện bằng cách nào? Thì hiện bằng cách làm chui vào trong cảnh giới khổ để nhắc nhở cho mình đừng chui vào cảnh giới khổ nữa, mà mình quyết là vãng sanh về Tây Phương, vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc rồi. Chính người mẹ này có thần thông đạo lực vi diệu vô cùng, phước báu trí huệ viên mãn, có thể thấy được rõ ràng là mình cứu độ nhau. Cho nên mong cho vị nhớ là vãng sanh cứu được vô lượng vô biên thân bằng quyến thuộc của cha chúng ta thoát nạn đấy, chứ không phải cứu một người đâu, nhớ nhé. Quán thiện A Di Đà Phật. A Di. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân thầy. Con